声。Mình hét lên như vậy rồi tỉnh dậy luôn. Kỳ lạ ha. Giang, cậu hét xong rồi đó hả? Mơ hả? Để mình giải nghĩa cho được không? Được không? Được không? Từ khi nào cậu thích giải nghĩa giấc mơ quá vậy Gizmo? Mình mới cài đặt thêm phần mềm hay lắm, giải nghĩa giấc mơ và bảo trì người máy. Nè Chiến, giấc mơ của cậu có nghĩa là cậu đang lo sợ các dây dẫn điện của cậu bị chập mạch và cậu cần một bản giao diện Plasma mới. Yes, Chiến không phải là người máy. Ồ, đúng rồi, xin lỗi, không giúp cậu được. Giấc mơ của mình có lẽ không có ý nghĩa gì hết. Mình thì lại không nghĩ vậy. Ý mình là cậu đã mơ thấy Sơn, cậu bạn đã đột nhập vào nhà cậu và tụi mình vừa nhìn thấy cậu ta, cho nên đương nhiên cậu sẽ bị ấn tượng ở trong đầu. Cậu mới gặp Sơn hả? Cậu ta đang đi chơi với Tinh Phong đầu gấu. Nhóm đó thường đến công viên trượt ván. Không, nhóm đó là bạn xấu. Chiến, sau khi cậu ngăn cản việc Sơn bị bắt giữ, cậu đã nói rằng cậu tha thứ, nhưng cậu chưa bao giờ bỏ qua. Cậu đang làm gì vậy? Biến đi chỗ khác. Mở cửa ra, mau lên. Mình nghĩ giấc mơ đó có thể mang ý nghĩa là cậu nên kết bạn với Sơn thì sao, trước khi cậu ấy bị người xấu lôi kéo lần nữa. Thật điên rồi. Mình nghĩ không sâu xa vậy đâu. Nếu có đi nữa thì chắc chắn giấc mơ đó đang khuyên mình nên tránh xa những nơi đầy sương mù với những cánh cửa lơ lửng mà thôi. Quyển sách thần kỳ. Ôi sao? Lại nữa hả? Là một phiêu lưu mới với quyển sách thần kỳ. Thôi mà. Ta đang đưa các con đến gặp một người được Đức Chúa Trời kêu gọi để làm những việc vĩ đại. Cho đến một ngày, ông dẫn dắt dân Ngài tới chiến thắng. Sẽ tìm thấy anh hùng gì trong mấy chuồng chiên này chứ? Mấy cảm biến địa lý cho biết tụi mình không phải đáp xuống chuồng chiên nào đâu. Đây là nơi nhốt những chú chiên sinh tế tại đền tạm Silo. Mình sẽ làm một vài bộ đồ giúp tụi mình hòa nhập. Còn đủ để làm cho cả cậu nè, cậu bạn nhỏ. Ôi, Gizmo. Cho mình qua nào, tránh đường. Chiến. Ồ, không, đừng chạy. Đi đâu vậy anh bạn? Bắt được rồi. Cảm ơn cậu. Bình tĩnh nào. Xin chào. Xin chào, mình là Giang và đây là Chiến. Anh bạn chăn chiên của chúng ta cần cẩn thận hơn một chút nha. Mình là Samuel. Đây là chiên cho buổi lễ vượt qua hôm nay đó hả? Nhưng việc anh lấy đi phần tốt nhất là không đúng. Thầy tế lễ không nhận thịt bị luộc. Hãy đưa thịt sống để ông ấy tự nướng. Lấy bất cứ thứ gì tùy ý, nhưng trước hết hãy dâng phần sinh tế tốt nhất cho Chúa. Đúng phải là đó là chuyện gì cả. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông đó là tôi tớ của các thầy tế lễ. Còn người kia đang định đem thịt chiên của ông ấy đến bàn thờ để dâng lên Đức Chúa Trời tế lễ thiêu. Chuyện này không đúng. Anh lúc nào cũng đòi đưa cho các thầy tế lễ phần sinh tế tốt nhất. Còn Đức Chúa Trời thì sao? Ngài mới xứng đáng nhận phần tốt nhất. Đúng rồi đó. Rồi. Đúng 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 rồi.
Ngay bây giờ nếu anh không đưa cho tôi sẽ phải dùng tới vũ lực. Các ông tự xưng là thầy tế lễ của Chúa, sao bây có thể... Bây giờ sao? Hay là anh muốn tôi nhường thứ tự dân sinh tế của anh cho người khác không hả? Lấy phần ông muốn đi. Lẽ ra họ phải đợi đến khi của lễ được dâng lên cho Chúa xong rồi mới chia nhau phần còn lại. Những gì mà bọn họ đang làm là một sự xúc phạm đến Chúa. Những miếng thịt tuyệt vời. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Tốt. Samuel, sao ngươi không ở bên chăm sóc cha ta hả? Chiến, cậu có nghĩ Samuel là người mà quyển sách thần kỳ muốn chúng ta gặp không? Không, quyển sách thần kỳ nói đó sẽ là người được Chúa kêu gọi. Nhưng Samuel chỉ là một đứa trẻ. Samuel, cậu làm việc cho cha của mấy thầy tế lễ đó hả? Đúng, mình là đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm Heli. Hai người đó là con trai của ông, Phinea và Hophni. Cậu đã giúp việc cho Heli bao lâu rồi? Mình đã luôn luôn phục vụ ông. Chuyện bắt đầu từ mẹ mình, Anne. Bà ấy không thể có con và bà ấy rất buồn. Đêm ấy, bà ấy đã đến chính nơi này. Và bởi vì theo luật thì phụ nữ không được phép vào đền thờ, nên bà quỳ xuống ngay đây và cầu nguyện với Chúa. Bà cầu xin Ngài ban cho một đứa con và hứa sẽ dâng đứa bé hầu việc Chúa trọn đời. Bà nói dao cạo sẽ không bao giờ chạm vào đầu nó. Ông Heli tình cờ ngồi gần đó. Lúc đầu ông không hiểu là bà làm gì, nhưng vẫn nghe bà giải thích. Sau đó ông đã nói: Hãy an tâm, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nghe thấy và nhâm lời bà đã khấn xin Ngài. Vậy cậu là đứa bé đó. Sau khi được sinh ra, mình đã được đưa đến đây và tận tâm phục vụ Đức Chúa Trời. Kể từ đó mình đã ở với ông Heli. Samuel, thầy tế lễ thượng phẩm Heli có biết các con trai của mình đang làm gì không? Ông Heli không thích chuyện đó, nhưng ông cũng không nhắc nhở các con trai ông. Ủa mà, sao các cậu đến đây? À, ba người tụi mình cũng tới đây để phục vụ giống cậu. Ba người các cậu? Đúng, mình, Giang và Gizmo. Gizmo là ai? Được rồi. Hả? Mình đã cho cậu một cái khăn và bây giờ mình muốn... Đó là Gizmo. Các cậu có muốn đến giúp mình trong đền thờ không? Ý cậu là phục vụ thầy tế lễ Heli mình hả? Mình rất sẵn lòng. Nhưng phụ nữ thì không được phép vào đền thờ đâu. Gì chứ? Vì họ phục vụ Chúa theo những cách khác. Không được. Giang nè, đêm nay trời có thể lạnh và cậu sẽ cần thứ này hơn mình. Gizmo. Con gái không được phép hả? Hay ghê. Khi Heli tổ chức các buổi hội kiến, nhiệm vụ của tụi mình là mang đồ uống. Việc dễ lắm. Phải, hình như ông Heli đang ở trong. Ta rất xấu hổ khi nghe những chuyện như vậy. Có một người đã nói tiên tri với ta: vì ta đã để cho hai con làm ô danh Chúa, người sẽ lấy đi mạng sống của cả hai trong cùng một ngày. Không ai thích lời tiên tri u ám. Con đi kiếm gì đó thư giãn đây. Ra ngoài đi. Coi mấy người phụ nữ phục vụ hôm nay có đẹp không. Cha nghĩ cha là ai chứ? Cha luôn lấy những phần tốt nhất khi chúng ta đem thịt tới mà. Tự cho mình là thánh sạch sao? Ông ơi, uống nước đi. Ông sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn. Samuel, con thật tốt với ta và thật tận tâm với Chúa. Giả như hai đứa con của ta. Tuyệt vời, mình sẽ không gặp vấn đề khó ngủ nữa. Mình có đủ chiên để đếm rồi mà. Chiến!
Chiến, cứu mình! À! Ôi sao, lại là cơn ác mộng đó nữa. Samuel. Dạ, có chuyện gì? Ông cho gọi con hả? Không, ta không gọi con. Hãy quay về ngủ đi. Samuel. Có con đây. Ông đã gọi con hả? Ta không có gọi con trai. Hãy đi ngủ lại đi. Samuel. Có con đây. Ông cho gọi con ạ. Con trai, ta tin rằng con có thể đang nghe thấy tiếng gọi của Chúa. Nếu Ngài gọi con một lần nữa, hãy nói xin phán dạy vì đầy tớ Ngài đang nghe. Samuel. Xin Chúa phán, vì đầy tớ Ngài đang nghe. Ta sắp làm một việc trong Israel mà ai nghe đến đều phải lùng buồn cả hai tay. Ta sẽ làm ứng nghiệm tất cả mọi điều ta đã báo trước cho nhà Eli, từ đầu đến cuối. Vậy Samuel, tiếp theo cậu định sẽ làm gì? Làm gì hả? Tụi mình đã nghe lời tiên tri đêm qua. Cậu có định nói với ông Haley không? Sao có thể? Nếu cậu không nhớ hết điều Chúa đã nói, mình giúp cho. Mình đã ghi lại toàn bộ. Cậu ấy không thể nói được. Không một ai muốn nghe tin như vậy hết. Mình sợ thông điệp này sẽ khiến ông ngã bệnh mất. Samuel, Chúa đã phán với con điều gì? Kể ta nghe tất cả và đừng giấu ta điều gì hết. Khi con nghe thấy tiếng gọi, con đã trả lời như ông vậy. Rồi Chúa đã phán với con. Chúa phán sẽ lấy đi các con trai và cả chức tế lễ của ông. Ngài làm vậy bởi vì ông biết rất rõ tội lỗi của các con ông, nhưng mà ông không làm gì để cản họ lại. Gia đình ông sẽ phải trả giá vì đã làm ô danh Chúa. Ngài là Chúa ta. Nguyện Ngài làm điều chi đẹp ý Ngài. Giang, bây giờ tụi mình phải kể cho Giang nghe chuyện này ngay. Giang, cậu sẽ không tin những gì đã xảy ra hôm qua đâu. Giang ơi, cậu đang ở đâu? Giang, bên này nè. Cậu đây rồi Giang. Cậu đã nói đúng. Đó là Samuel và quyển sách thần kỳ muốn chúng ta gặp đó. Cậu ấy đã nói Chúa chọn và phải nói một lời tiên tri từ Chúa là sẽ. Khoan đã, từng người nói đi. Mình không thể nghe hết cả hai được. Mà tay mình còn dính đầy đất cát vì ngủ trong chuồng chiên suốt đêm nữa. Giang, Samuel có thể chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu ấy là người duy nhất mà Chúa gọi. Cậu phải thấy lúc Samuel dõng dạc nói với ông Haley là quyển sách thần kỳ. Quyển sách thần kỳ đang đưa chúng ta đi đâu vậy? Không ổn. Đó là gì?
Chúa đã ứng nghiệm lời tiên tri của Ngài khi quân Philippines chiến thắng trong trận chiến với dân Israel. Hai con trai Heli chết trong một ngày. Khi Heli nghe tin đó, ông ngã xuống, gãy cổ và qua đời vì sốc. Và vinh quang của Chúa đã rời khỏi Israel. Qua năm tháng, Samuel lớn lên, phát triển cả tầm vóc và trí tuệ, vâng phục và đi theo đường lối Chúa, cho đến một ngày ông phải đối mặt với một thử thách lớn trên đồng bằng Mizpah. Này các cậu nhìn kìa, là Samuel đã trưởng thành như quyển sách thần kỳ đã nói. Họ đang làm gì vậy? Theo mình nghĩ thì hình như là một loại nghi lễ. Ông Samuel! Ông Samuel, người Philippines đang đến gần. Họ nghe tin chúng ta đang tập trung ở đây và đang trên đường đến tiêu diệt chúng ta. Xin ông tiếp tục kêu cầu Đức Chúa Trời để Ngài giải cứu chúng ta khỏi tay người Philippines. Mọi người ơi, xin hãy bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện và dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta chỉ có một số ít binh lính ở đây. Chúng tôi không thể bảo vệ ông. Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Ông Samuel, ông phải làm gì đó đi chứ. Ta đang làm điều duy nhất phải làm để cứu tất cả. Nhưng nếu thì làm sao mà chống lại một cuộc tấn công được? Những người này đã bị lạc lối. Họ phải quay trở lại với Chúa trước khi quá muộn. Nhưng ông thậm chí không có gươm giáo hay bất kỳ vũ khí nào hết. Hãy tin vào Chúa. Mình biết thì đây là một nghi thức của buổi lễ ăn năn. Ông Samuel đã đổ nước ra, dân chúng sẽ lớn tiếng ăn năn, rồi ông dâng của lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời. Chúa, chúng con ăn năn tội lỗi của mình và trở lại cùng Ngài. Cầu xin Ngài giải cứu chúng con. Gì vậy? Lạ quá mày. Mày đang kéo đến đầy trời rồi. Người ai? Lại. Họ sợ chúng ta rồi. Rút lui rồi. Mình không thể tin được. Con hãy tin. Chúa đã gọi ta khi ta còn nhỏ hơn cháu bây giờ. Ngài luôn dõi theo ta trên mỗi bước đường ta đi. Mọi điều đều có thể nếu chúng ta lắng nghe và đáp lại lời Ngài. Nhưng làm sao ông có thể biết được Chúa đang gọi ông? Có đôi khi Ngài phán trực tiếp với cháu, nhưng cũng có những cách khác, qua lời cầu nguyện, giấc mơ, một giọng nói êm dịu. Tảng đá này tượng trưng cho những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta hôm nay.
xin cho chúng con luôn ghi nhớ hôm nay Chúa đã cứu chúng con. Mình vẫn không thể tin được tất cả những điều mà chúng ta đã thấy khi chúng mình gặp ông Samuel lần đầu tiên. Ông ấy... Phải, ông ấy chỉ là một đứa trẻ. Và bởi vì ông ấy đã lắng nghe Chúa, giờ hãy nhìn xem những điều ông ấy có thể làm. Giang, Chiến, chúng ta đang về nhà. Đi thôi. Chiến, cậu định đi đâu vậy? Mình nghĩ Chúa đang gọi cậu ấy. Đẹp không? Chỉ mình cách trượt đường banh này đi. Phải dám chơi thì mới được nhập bọn. Sơn. Nè Sơn. Sao? Là mình, Quan Chiến nè. Tôi biết cậu là ai. Rồi sao? Chuyện gì? Không có gì. Thật ra mình nghĩ chúng ta có thể cùng hẹn ra ngoài để trượt ván. Nè, cậu đã rất tử tế vì không tố giác khi mình đã lỡ đột nhập vào nhà cậu lần đó. Nhưng chúng ta không phải là bạn. Sao lại không? Vẫn có thể mà. Vậy hả? Cậu đã từng thử lộn nhào trên không chưa? Đương nhiên rồi. Nhưng luôn kết thúc bằng một cú dập mông. À, về mình nha. Mình biết một thủ thuật giúp ván không bị lật nè. Làm đi, và đừng nghĩ điều này khiến chúng ta trở thành bạn. Chuyện đó tính sao? Trong những năm tháng của cuộc đời, Samuel là một nhà tiên tri, một quan xét và một nhà lãnh đạo khôn ngoan. Về già, ông được Đức Chúa Trời sai đi sức dầu cho chàng trai David làm vua cho dân Israel.
ngẫm suy giờ đây những gì sẽ xảy ra khi ta quay về ngày xa xưa. Cùng bay cao đến chân trời xa, thấy bao điều nhiệm màu và cùng chứng kiến sự thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.